Chào mọi người. Phố Đề Gia ở rễ, chương 6647 đến chương 6651. Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi tự biên tự diễn, mà lại kỹ thuật diễn xuất của ngươi quá tốt, kém chút liền chính ngươi đều tin tưởng tất cả mọi chuyện. Lý Gia Trần căn bản không để ý tới lời giải thích của Bùi Minh, mà là tiếp tục đắm chìm bên trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Người như ngươi có thể lừa toàn bộ thiên hạ, nhưng là lừa gạt không được người thông minh như chúng ta. Kiều bào võ minh hải ngoại chúng ta kháng địch sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Chúng ta sẽ không để cho nhân vật như ngươi tại bên trong võ minh tùy ý ngồi ở vị trí cao. Sau khi nói xong, Lý Gia Trần lấy ra một ống tiêm cuối cùng cắm vào trên người mình. Sau đó, thân hình nàng khẽ động, gầm thét hướng về phương vị Bùi Minh đánh tới. Âm! Từ Mộc Nghiên trong vô thức ngăn tại trước người Bùi Minh, dùng hai tay chặn lại đòn tấn công của Lý Gia Trần. Nhưng là nghĩ không ra, Lý Gia Trần cắn thuốc, cắn đến điên cuồng, thực lực cá nhân tăng vọt không chỉ là một khoảng lớn mà thôi, mà là một loại nhảy vọt về chất. Từ Mộc Nghiên vốn chỉ có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép nàng, giờ phút này thế mà bị một quyền của nàng đánh cho bay ngược ra sau, bàn chân trượt trên mặt đất hơn 10 mét mới chật vật ngừng lại. Một đám phế vật. Lý Gia Trần cười lạnh một tiếng, tiếp tục phóng tới vị trí Bùi Minh. Đây mới là mục tiêu chính của nàng. Lần này là tần ý hàm một bước phóng ra, phi đào trong tay nháy mắt lóe sáng, càng càng. Hai tay Lý Gia Trần nháy mắt như là tia chớp lấp lóe, chộp lấy hai thanh phi đao trực tiếp bóp nát. Không chịu nổi một kích, nàng cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là vẻ điên cuồng không chút kiêng kỵ. Bùi Minh, ngươi không phải là đại biểu võ minh đại hạ hay sao? Ngươi không phải là không có năng lực gì sao? Có bản lĩnh chính ngươi đến chơi chết ta. Trốn ở sau lưng nữ nhân tính là cái bản lĩnh gì chứ, phế vật. Nhìn thấy Lý Gia Trần từng bước một tiến lên, lại đang thốt ra những lời nói ngông cuồng, Đỗ Thái Tử mấy người cũng đều vô cùng phẫn nộ. Liền tại thời điểm bọn họ đều muốn tiến lên xuất thủ, đã thấy được Bùi Minh hướng về phía đám người khoát tay áo, sau đó tự mình đi lên phía trước, hiếp mắt nhìn xem Lý Gia Trần, thản nhiên nói: cắn một chút thuốc liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi sao? Bản lĩnh như ngươi, loại cắn thuốc mới có này, ngươi cho rằng ta sẽ để vào trong mắt hay sao? Hay là nói, ngươi cho rằng ta vừa mới rồi ở trước mặt ngươi phân tích tất cả chính là đang ở thế yếu hay sao? Nói thật cho ngươi biết, các ngươi đến cùng là có ý nghĩ gì, đến cùng là có thái độ gì, đối với ta mà nói đều là không quan trọng. Ta chỉ là muốn biết rõ ràng chân tướng mà thôi. Còn như các ngươi đến cùng muốn biết chân tướng hay là muốn báo thù, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là tại trước khi ngươi muốn tiếp tục ra tay, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Xem ở ngươi cũng là bị người lừa gạt, bị người lợi dụng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, mặc cho ngươi xéo đi. Nhưng nếu ngươi tiếp tục xuất thủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được lời nói của Bùi Minh, Lý Gia Trần nhe răng cười một tiếng. Bùi Minh, nữ nhân mà ngươi dựa vào hiện tại cũng đã lạc bại trong tay ta. Chính ngươi không có cái bản lĩnh gì, còn muốn dựa vào há miệng đem ta dọa sợ nữa sao? Nói chuyện viễn vông. Tiếng nói vừa dứt, Lý Gia Trần tràn đầy tự tin lại lần nữa lao đến. Bùi Minh thần sắc đạm mạc, chậm rãi nói, ý hàm công kích phần dưới thân nàng. Tần ý hàm sững sờ, nháy mắt sau đó đã nhìn ra thân hình nàng khẽ động ngăn tại trước người Bùi Minh, sau đó một cước quét ra. Âm! Lý Gia Trần thực lực đã trở nên cường đại, phần thân dưới lại tràn đầy sơ hở, giờ phút này bị Tần ý hàm một cước quét vào chân trụ, lập tức liền lão đảo lui về phía sau. Người tức giận không thôi, Lý Gia Trần giờ phút này giống như phát điên, nàng điên cuồng hướng về vị trí Tần ý hàm đập tới. Chỉ tiếc Tần ý hàm đã nhìn ra phần thân dưới của nàng bất ổn, mặc kệ nàng ra tay thế nào, Tần ý hàm đều là dùng cước công kích vào thân dưới của nàng. Mấy chiều trôi qua, Tần ý hàm nhân cơ hội một cước cắm vào bụng dưới của Lý Gia Trần. Lý Gia Trần hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bay tứ tung mà ra. Thời điểm rơi trên mặt đất, di chứng mà dược dịch tiêm vào cộng thêm nội tức mà Tần ý hàm đánh ra, còn một chỗ bộc phát, đau đến toàn thân nàng run rẩy co quắp hơn nửa ngày không đứng dậy nổi.
Thấy chưa? Đây chính là cái mà ngươi gọi là tư bản báo thù. Bùi Minh ra hiệu cho Tần Ý Hàm tạm thời dừng tay, nhìn xem Lisa Trần. Lisa Trần biểu lộ tràn ngập thở dài. Thực lực võ đạo, thứ này phụ thuộc vào sự luyện tập mà tích lũy. Người, hoặc là phải nói người bố cục, nhận thức của các ngươi toàn bộ đều sai lầm ở điểm này. Các người đều coi là người trải qua kỹ thuật cải tạo gen, có thể lợi dụng rất nhiều gen dược dịch, thực lực đột nhiên tăng mạnh, sau đó chơi chết ta. Chỉ là điều này là vô nghĩa. Trước thực lực tuyệt đối như người, loài cường giả hư giả này liền hội, ngay cả hổ giấy cũng không bằng người. Lisa Trần mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lại lần nữa lộn nhào đứng lên. Thế nhưng là vừa mới đứng lên cũng đã bị Tần Ý Hàm tại một bên lại lần nữa một bàn tay quất lật trên mặt đất. Xéo đi. Tần Ý Hàm thần sắc băng lãnh, trở về nói cho người đứng phía sau ngươi biết. Muốn tìm Bùi đại biểu gây phiền phức, liền quang minh chính đại tìm tới đây. Dựa vào âm mưu quỷ kế như thế này, không có bất kỳ cái ý nghĩ gì. Lisa Trần bi phẫn khó nhịn, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Bùi Minh. Họ Bùi, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi ngoài trừ chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân, ngươi còn biết làm cái gì đây? Ngươi có bản lĩnh liền đánh cùng ta, ngươi cái tên phế vật này. Bùi Minh lười giải thích, thản nhiên nói, lăn hay là không lăn? Không lăn, ta liền đế người tiễn ngươi lên đường. Ngươi nghe được lời nói của Bùi Minh, Lisa Trần sắc mặt nháy mắt vô cùng khó coi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thần sắc oán độc, cắn hàm răng quay người rời đi. Mà gần như tại lúc bóng dáng nàng biến mất, người bên cạnh Bùi Minh cũng nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Bùi Minh dậy thật sớm, ngồi tại trong tứ hợp viện uống trà ăn điểm tâm. Trà sáng và điểm tâm hôm nay được đặc biệt mua từ nhà hàng Quảng Đông, hương vị chân thực và sảng khoái. Bùi Minh vừa ăn một bên yên lặng chờ đợi. Bùi Thiếu, tại thời điểm Bùi Minh ăn sắp xong, cửa hông của tứ hợp viện mở ra một khe hở, một nam tử cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Công tử Hải. Thời khắc này Công tử Hải cả người nhìn có mấy phần tiều tụy, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn. Nhìn hình dạng của anh ta, tối hôm qua hơn phân nửa là thức suốt đêm. Biết rõ rồi sao? Bùi Minh không nói nhảm mà là trực tiếp mở miệng. Công tử Hải nhẹ gật đầu nói ra, tin tức muốn kiểm tra cũng không khó, hoặc là phải nói đối phương vốn dĩ cũng không có ý tứ giấu giếm. Tối hôm qua sau khi Lisa Trần rời đi liền tiến vào đại sứ quán đảo quốc. Tuy nhiên tối hôm qua đại sứ quán đảo quốc đèn đuốc sáng trưng, có không ít đại nhân vật đảo quốc đã đến. Cho nên Lisa Trần rốt cục muốn tìm ai, sau lưng nàng là người như thế nào, cơ bản đều là suy đoán của tôi mà thôi. Mà căn cứ theo suy đoán của tôi, rất có khả năng người này chính là Tô Cu Qua Qua của Thần Đạo Lưu. Bùi Minh cầm lên chén trà thanh liên hàng quan lò trước mặt, uống một ngụm về sau mới thản nhiên nói, sau đó thì sao? Công tử Hải chần chờ chỉ chốc lát, sau đó mới tiếp tục nói, trừ việc này ra, tôi còn phát hiện một chuyện khác, đó chính là đảo quốc đại sứ quán bên kia đang chuẩn bị hôn lễ. Nhìn dáng vẻ đó thì buổi tối hôm nay chính là ngày đại hôn. Mà căn cứ theo thông tin của tôi, người kết hôn chính là Hạ Vân tiểu thư cùng Tokugawa. Nói đến đây, lời nói của Công tử Hải vô thức dừng lại rồi nói tiếp, tôi nghe nói phụ mẫu Hạ Vân tiểu thư mất sớm, nàng là được Hạ Trung Hưng lão gia tử nuôi lớn. Hạ Trung Hưng lão gia tử bây giờ đang bị giam lỏng tại bên trong tổ địa Hạ Gia Yến Kinh. Nghe nói Hạ Vân không lấy chồng thì Hạ Trung Hưng phải chết. Nghe nói như thế, Bùi Minh ngược lại là trong nháy mắt nghĩ ra rõ ràng rất nhiều chuyện. Nói ví dụ Hạ Vân tại sao rời đi mà không từ giã, là nói ví dụ Hạ Vân tại sao lại đột nhiên liền phải lấy chồng. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Minh đưa tay phải ra tại mặt bàn gõ gõ về sau, thản nhiên nói, bắt đầu từ giờ phút này, hết thảy mọi thủ hạ cùng tài sản của tôi, cậu có toàn quyền điều động, nhưng nhất định phải tại trước tiệc cưới đêm nay đem Hạ Trung Hưng lão gia tử cứu ra. Công tử Hải hơi sững sờ nói ra, Bùi Thiếu, ngài tuyệt đối không được kích động. Nơi đó, thế nhưng là đại sứ quán đảo quốc, là địa bàn người đảo quốc. Ngài tùy tiện xuất thủ, vô cớ xuất binh như vậy sao? Bùi Minh cười nhạt một tiếng, ai nói tôi vô cớ xuất binh chứ? Cái thời đại này là tự do yêu đương, tôi đi cứu người thân có vấn đề gì sao?
Huống chi chuyện này vốn dĩ là thần đạo lưu cùng Tokugawa hy vọng xảy ra nhất. Đã hắn hy vọng giải quyết tất cả mọi chuyện trước trận quyết đấu trên đỉnh Tượng Cấm Thành. Như vậy ta liền cho bạch hắn cơ hội này. Tại cùng lúc tất cả những người dưới quyền Bùi Minh được điều động, vùng ngoại thành Yến Kinh, đại sứ quán đảo quốc, Tokugawa đứng tại bên trong vườn hoa đại sứ quán, chắp hai tay sau lưng, hiếp mắt nhìn đình viện đảo quốc trước mặt. Cùng những đình viện muôn hình vạn trạng của đại hạ so ra, đình viện đảo quốc bố trí tuy trang nhã tinh xảo, nhưng lại có một loại khô khan không phóng khoáng. Chẳng qua, Tokugawa nhìn vẻ không phóng khoáng trước mặt, trên mặt lại mang theo một loại hào khí, anh hùng thiên hạ là chúng ta. Thiếu chủ, ngay tại lúc này, có hai nam tử đảo quốc, khuôn mặt có chút anh tuấn, bước nhanh tới, bọn hắn nhìn xem Tokugawa, bên trong ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Có điều hai người này cũng không phải là người tầm thường. Bọn hắn theo thứ tự là Sota Toyo và Nishiro, bên trong tam đại thủ tọa thần đạo lưu. Hai người này cộng thêm một Fugara Mỹ Nguyệt, chiến lực ba người hội tụ vào một chỗ cũng không phải đơn giản như một cộng một bằng hai. Nghe nói tam đại thủ tọa này thời điểm liên thủ thế nhưng là đã từng đánh bại chiến thần. Chỉ từ một điểm này liệu có thể nhìn ra thực lực của thế hệ trẻ tuổi thần đạo lưu rốt cục mạnh đến bao nhiêu. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, Tokugawa chậm rãi quay người thản nhiên nói: mọi chuyện như thế nào rồi? Thiếu chủ, thật xin lỗi, mọi chuyện đã không được như ý muốn của chúng ta. Soro Toyo vẻ mặt dày dứt. Mặc dù dựa theo kế hoạch của chúng ta, Lisa Trần đúng là đi tìm Bùi Minh gây phiền phức. Thế nhưng là nghĩ không ra, cao thủ bên người Bùi Minh quá nhiều, thế mà dễ như trở bàn tay đem Lisa Trần đánh bại. Chẳng qua Lisa Trần cũng không hề từ bỏ, nàng sau khi trở về đã hy vọng chúng ta cho nàng thêm một chút gen dược dịch. Nàng nói là nàng vì báo thù có thể trả bất cứ giá nào. Tôi suy nghĩ nếu lại cho nàng thêm một ít gen dược dịch, có lẽ sẽ có cơ hội chờ chết họ Bùi kia. Dù sao hiện tại điều khiển Lisa Trần là do cừu hận tại trước khi Bùi Minh chưa chết, ý chí của nàng hẳn là sẽ không bị dược dịch ăn mòn. Nishiro ở một bên giờ phút này trầm giọng nói: thiếu chủ, tôi ngược lại là cảm thấy không cần thiết tiếp tục lợi dụng nữ nhân điên kia. Để thủ hạ chúng ta đồng loạt ra tay, liền xem như dùng chiến thuật lấy thịt đè người, cũng có thể đem họ Bùi đè chết. Tên khốn kiếp kia đối mặt với ý đồ phá quán của chúng ta lại dám chủ động muốn cùng chúng ta chiến một trận. Đây là ăn tim gấu uống mật báo rồi à? Cũng không biết ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở nhà nhận thua mới là số mệnh của người đại hạ hay sao? Nhìn xem Nishiro giờ phút này khí thế hùng hổ, Tokugawa lạnh lùng nói ra: nếu như họ Bùi dễ đối phó như vậy, hắn đã không phải là đại biểu của võ minh đại hạ. Tiếp tục đến đại sứ quán Mỹ bên kia mua gen dược dịch cho Lisa Trần đốt vào, ta liền xem như đốt tiền cũng phải đem họ Bùi cắn chết. Nghe nói như thế, Sota Toyo và Nishiro đồng thời cúi đầu nói: vâng. Giải quyết xong chuyện này, Tokugawa thần sắc đạm mạc nói ra: hôn sự của ta sắp xếp như thế nào rồi? Sota Toyo nhẹ nhàng nói: thiếu chủ cứ việc an tâm, mặc dù chúng ta là cử hành hôn lễ tại đại hạ bên này, nhưng là tôi đã yêu cầu tất cả các phương tiện truyền thông từ đảo quốc đều gửi những phóng viên nổi tiếng nhất tới đây. Rất nhanh đảo quốc chúng ta bên kia liền đều sẽ biết ngài cùng hạ gia Yến Kinh, một trong thập đại gia tộc cao cấp của đại hạ, kết thông gia. Thân phận của ngài vốn dĩ đã vô cùng tôn quý, nhưng sau khi thành hôn tại bên trong thế hệ trẻ tuổi đảo quốc, ngài có thể nói là đệ nhất nhân chân chính. Tokugawa nhẹ gật đầu nói ra: khách nhân đến tới rồi sao? Đều tới rồi sao? Nishiro nói ra: ngoài ngũ đại lưu phái thì ngũ ngự gia đều đã điều động dòng chính đến đây, ngay cả hoàng thất bên kia đều phái một vị công chúa chi thứ tới. Những người này hiện tại toàn bộ đều đang nghỉ ngơi tại khách sạn Chilton đối diện đại sứ quán, tuyệt đối không có người nào có thể quấy rầy bọn hắn. Trừ chuyện đó ra, hào môn Yến Kinh về cơ bản đều chuẩn bị phái người đến đây. Thiếu chủ, ngài có muốn để những người này đến xem lễ hay không? Tokugawa thần sắc đạm mạc nói ra: hôn lễ của ta là tùy tiện bất kỳ người nào đều có thể đến được hay sao? Thập đại gia tộc cao cấp cũng tốt, ngũ đại môn phiệt cũng được, hay là các hào môn khác, tại trong hôn lễ
ta chỉ hoan nghênh những người đã từng gắn bó với đạo quốc chúng ta trước đây. Dù sao, ta cũng không hy vọng có bất cứ biến cố gì xảy ra với đám cưới của mình. Lần kết thông gia này đối với thần đạo lưu chúng ta đã mang lại lợi ích rất to lớn. Hết thảy phải lấy đại sự làm trọng. Nghe được lời nói của Tokugawa, Toyosota và Nishiro lập tức đều là một nét mặt như đã hiểu. Dù sao, tại trong nhận thức của bọn hắn, Tokugawa chính là một người rất lấy đại cục làm trọng. Dù sao thì đây cũng là một trong những người trẻ tuổi có sứ mệnh trở thành cấp cao nhất của đạo quốc trong tương lai. Nếu như ngay cả một chút định lực cùng lý tính cũng không có, như vậy cũng sẽ không đủ tư cách như vậy. Được rồi, nói nhảm đến đây, kết thúc. Tokugawa hờ hững mở miệng. Đội xe đón dâu đã chuẩn bị như thế nào rồi? Toyo Nomura nói ra. Thiếu chủ yên tâm, 52 chiếc Toyota Century đã được vận chuyển bằng máy bay tới đây, tùy thời để có thể xuất phát. Tokugawa thản nhiên nói. Vậy liền đi đón người đi. Chẳng qua phải nhớ kỹ, người tới từ Hạ Gia Yến Kinh nhất định phải là nhân vật trọng yếu, mà lại nhất định phải nằm trong phạm vi có thể khống chế được. Sota Toyo sững sờ một lúc nói ra. Tại sao chứ? Tokugawa dày dày lông mày chậm rãi nói. Có đôi khi ta luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này đến quá thuận lợi.